こんばんは。できたかな。こんばんは皆さん。こんばんは。どうもありがとうございました。こんばんは。今ライブ中。ライブライブ。あ、ほんでね、あれは。OK。そのみとこいな。62người 64 người こんばんは、みんな、ふんざん、こんばんは、こんばんは。ちょっと暑いから、エアコンをつけるんですね。暑いですね、どんどん夏になるんですね。そろそろ。はい。When tan ban さん、トゥデイ、こんばんは。あ、これは N さんですね。N さん。N さん。直せるかなこれ。直せないか。こんばんは。ハディティアン、こんばんは。元気ですよ。元気元気。どう？どうしたんですかね。みこんだダムこんだこてんやんこかば。みんなちょいぶじがい。なんか偉い。ちょっと。いぶら、たでいぶらね。ちょっと待ってくださいね。もう7時になりました。これから一緒に問題をやりましょう。ねえ。こんばんは。YouTube にはやらないですね、YouTube。こんにちは。ナンフェス。こんにちは。皆さん、休みはどうですか？楽しいですか？先生ってなんかどう？うん。お前ってなんかどういう意味かお前？日本語。見ちゃいない。いや。ちょっと待って。なんかもうブーム終わんじゃない？うん。つまらないけどね。休みはつまらないですか？会いたい友達とか彼女とか彼氏とか一緒に遊べばいいですよ。まだ休まない。まだ仕事はあるんですか。まあ仕事してる人がお金持ちになりますよ。ずっと待ってたんですか。ずっと寝た。寂しいです。はい。トランボーズ MPK を焼肉あや先生ライブは本当にエイミちゃん、今日ないさん、今日は OK は時間さまないこぎにくさん、似てない。
日本人と、いや、バーベキュー、いや、ケバ、楽しかった。バーベキューですか？きっと楽しかったよ。Em bé thì rất là khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, ít cũng nhiều. Khóc, khóc thì không khóc mới. Mà nó khóc thì khóc rất là to. Chị thì hơi ốm đau một tí. Thì thẳng cũng phải đi bệnh viện. Chữa bài luôn nhá. Bao nhiêu người rồi? 324 người rồi. Chữa luôn đi, mày chữa sớm. Chúng ta nghe bắt đầu luôn này. Em gió mãi, 5 phút rồi. Hey. Ok. Áo đấy, nó là rồi. Chuẩn bị lên mà tự nhiên lại mất là nào. ちょっと待ってください。số 31 tên 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 nào các mình đọc nào mình đọc nhá. Chi bằng đen hoa nó quê hoa hôm nay đã ra gặp hoa được cắt tà gà à tê mít tà ra ý hi tổ đặt tà hãy chi bằng càng gai đi bằng càng gì sa bằng kì bừng 4番、様子。な様子。Điền chưa? Em mình không hiểu gì đâu, không biết được mà thôi kệ đi. Mất viết được, bỏ qua. Hay, đáp án của chúng ta là đáp án gì đấy? Cả nhà giờ chọn 2 đi. Đáp án 2, đúng rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Chính xác, câu này quá đơn giản rồi đúng không? Ừ. Nghe giọng điện thoại ở đây có từ kanji. Kanji là có nghĩa là cảm giác. Cảm giác của chúng ta, đến nhờ. Ý cho như này là kanji ở đây. Nghe tiếng điện thoại thì cảm giác. Cảm giác xấu thì mình trong trường này đây là con người đúng không? Mình có thể dịch là cảm giác nghe điện thoại thì cảm giác là người xấu, người không tốt, được chưa? Đi nhở? Sau khi gặp rồi thì thấy anh ấy là một người tốt, được chưa? Ok. Đến một người ga, người ga, 感じが悪かったが会ってみたらいい人だった。感想はいいですね。Được chưa? Từ kanji này nếu mà các bạn ở bên Nhật thì các bạn nghe rất là nhiều. Chẳng hạn như người ta sẽ nói này, konna kanji desu ka? Soyu kanji desu ka? Thì trong trường này cái từ kanji trong này có nghĩa là kiểu, được chưa? Kiểu như vậy à? Được chưa? Kiểu như thế này à? Konna kanji desu ka? Được chưa? Các bạn nhớ nhá, cái từ kanji này có nghĩa thế, không phải là chữ Hán kanji của chúng ta, được chưa? Kanji là kiểu, nó có hai nghĩa, cảm giác này và kiểu. Ok. Tiếp một, kangae là suy nghĩ này. Ba, khi bừng là tâm trạng của mình đúng không? Khi bừng này, khi bừng cả vào đứa. Yosu tức là tình hình, tình trạng này. Đấy nhỉ, yosu. Hãy, có tiếp theo. Này. Kono nani nani ga aru mise ni wa 犬を連れて入ることができる。cái gì đó. Đối với những cái quán mà có cái gì đó thì chúng ta có thể dắt theo chó vào trong. Dạ. 犬を連れて入ることができる。Do mạng này.
3 4 à 2. Ừ, lên sơn 2. San. Chỉ cái này. À, 3 bạn, 2 bạn. À. Sao mà ngờ mờ nhỉ? Mình cách thì không viết được. Này không biết được hả? Hay. Đâu rồi? Chúng ta sẽ có đáp án. Nào. 3 bạn. 3 bạn à? Mark. Mark là cái ký hiệu á, nhớ chưa? Những ký hiệu kiểu như thế này này. Đây là ký hiệu này, nhớ chưa? Những cái ký hiệu. Nhớ chưa? Đây là mark. Thấy chưa? Đấy. Đối với những quán mà có ký hiệu như vậy. Đấy nhỉ? Ví dụ vẽ hình một con chó á, ký hiệu có hình một con chó thì có thể dắt chó vào. Được chưa? Niban là pet tọ là gì? Pet tọ là vật nuôi đúng không? Nhưng đối với những quán có vật nuôi như thế này, vật nuôi này à, thì không đúng rồi đúng không? Thì có thể dắt chó vào. Câu này nó hơi tối nghĩa một tí. Không phải. Bốn thư luật. Đối với những quán mà có cái luật này, luật này là gì? Nó không hợp lý lắm trong một câu này được chưa? Hay. Chúng ta là mark, người ta đang chỉ vào một cái gì đó. Ok. Ở đây si tộ. Si tộ thì có hai nghĩa. Si tộ là ghế ngồi của mình, bằng cái này bằng cái seki, chỗ ngồi á, được chưa? Si tộ. Trong tiếng Anh người ta dùng tiếng Anh á. Hay si tộ trong trong chúng ta sử dụng Excel hay là Word chẳng hạn, chúng ta có những cái bảng chẳng hạn. Bảng tính chẳng hạn, được không? Có chữ sit đấy. Đấy nhỉ? Thì nó chính là chữ này, si tộ. Được chưa? Thêm sit vào đấy nhé, chọn thêm cột vào, chọn thêm sit, được chưa? Hay, câu tiếp theo. Nani nani ga muitara konnya no party ni kite kudasai. Minasan, nani nani ga muitara konnya no party ni kite kudasai. 1 wa asu, 2 wa ki, 3 wa me, 4 wa se. Se. Đấy, các bạn làm đi. Được rồi. Không bỏ mắt, nên xem ra. Câu này chắc là không ai sai đúng không? Câu này dễ rồi đúng không? Chúng ta có một mẫu câu là ki ga muku. Ki là khí của mình đúng không? Muku tức là hướng đến, tức là mình cảm thấy thích thú. Được chưa? Khí của mình hướng đến thì mình cảm thấy thích thú, được chưa? Nhỉ? Nếu anh cảm thấy thích thú hay là nếu anh cảm thấy có hứng thú thì nhỉ? Hãy đến buổi party tối ngày hôm nay nhé. Được chưa? Khi gặp người ta là hứng thú, thích thú. Được rồi. Câu này dễ quá rồi, chuyển sang câu khác. Hãy. 34. この美術館の入場ほんやららは1200円です。この何で1番金2番金3番火4番量この何でこちらだい。Được rồi. Thế chứ nhỉ? In this car. Đấy, mình xóa cái này. Đây, dùng này cũng được, không ra đâu. Ok. Biết rồi. Hay. Chúng ta có một từ đó là từ đai nhé. Chúng ta thêm một từ năm nhé. Đai. Thấy chưa? Đai. Đai. Nhưng mà trong này không có đai phải không nào? Hay. Kìm này. Chín này thì đây là chín đấy chứ. Chín thì chúng ta sẽ đọc là có hai cái mà chúng ta hay sử dụng, hai loại tiền mà chúng ta hay sử dụng, đó là từ yachin
家賃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 運賃家賃は tiền nhà rồi đúng không? Còn 運賃 tức là cước vận chuyển. Được chưa? Cái 賃 này sử dụng hai cái. Được chưa nào? Còn khi này thường là những cái phí dịch vụ. Dịch vụ thì liên quan đến những phí như kiểu là nó như nào nhỉ? Như là phí giáo dục này. Nhà các bạn nhớ, phí giáo dục này. Kêu ích hi này, hi là phí mà chúng ta dịch ra cái phí giáo dục này. Phí sinh hoạt này. C các chữ hi này hay là gạc hi là học phí này các bạn hay sử dụng này đúng không nhỉ? Gạc hi này hay là chúng ta sử dụng phí giao thông chẳng hạn cô sư hi này đúng nhỉ? Các bạn đi làm thêm bên Nhật đúng không? Cô sư hi demaska có cho thêm tiền đi lại không thì chúng ta dùng cái này nhé. Cô sư hi này hay là phí ăn uống này shoku hi này đấy chưa nhỉ? Phí ăn uống này được chưa? Hay là chúng ta dùng từ hội phí cũng được kai hi này chữ hội chữ phí này khi dùng chữ hi như vậy được chưa nào? Điều thì đáp án chúng ta trong này sẽ là điều này. Điều tức là những cái phí dịch vụ nhưng mà gì nhỉ? Cái nó có cái giá quy định của nó rồi. Được chưa? Giá tiền này là bao nhiêu rồi? Được chưa? New rồi điều tức là giá tiền gì nhỉ? Vào trong này được chưa? Giá bao nhiêu tiền là quy định như thế. Được nhỉ? Còn đây chúng ta có từ đai này. Đai này thường là những tiền liên quan đến tiền tiêu cá nhân này. Trong đấy cũng bao gồm những dịch vụ. Cái này nó có nhiều cái giống như thế này nhỉ? Ví dụ như chúng ta có từ đai này, chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Gas đai. Cái chúng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sống thì chúng ta sử dụng như gì? Chúng ta dùng tiền ga này đúng không? Gas đai này, tiền internet này, internet tổ đai này, tiền điện thoại này. Cái gọi là gì nhỉ? Đèn hoa đai này. Đúng không? Hay chúng ta đi ra ngoài kia chúng ta đi xe buýt chẳng hạn thì là bắt sự đai này. Đấy nhỉ? Nó hơi cá nhân một tí nhá, cái từ đai này, được chưa? Nó cũng là phí dịch vụ này mà nó liên quan như vậy. Được chưa? Ok. Nói nhiều nó quen á. Các bạn nhớ nhá. Điện hòa đai này, được chưa? Đấy, câu tiếp theo. Đâu, câu tiếp theo này. Đấy. この紙に名前と住所を記入して3番のに出てください。あ、出してくださいですね。で、出してくださいですね。出てください。出す。Câu này, câu số 35 này 33 113 gương tổ 3 cầu 3 hay chúng ta sẽ có đáp án là 3 Madoguchi đáp án đây Madoguchi đây là Genkan đấy nhé. Genkan đây là gì đáp án Iriguchi đấy nhé. Iriguchi còn có một chữ án khác thì sẽ là Deguchi Deguchi đây là cửa vào, đây là cửa ra này. Madoguchi thì có thể dịch là gì? Quầy, được chưa nhỉ? Hay, hãy viết tên và địa chỉ vào tờ giấy này và đem nó ra quầy số 3, được chưa nhỉ? Cái từ Mado này có vẻ như là cái cửa sổ nhưng mà chúng ta phải dịch là quầy nhỉ? Quầy hay là cửa số 3, quầy số 3, dịch đơn giản như vậy thôi, được chưa nào? Và tiếp theo nhá. Hai. Yoru ga nani nani shoppatsu shimashou. Chữ hán này đọc được không? Chúng ta cùng nhau đọc chữ hán trước nhé. Ichiwa. Aketara. Niban. Oetara. Sanban. Sundara. Yonban. Nè. Hirai tara, hiraku, nhá, hirai tara.
Ừ, mạng hơi kém một tí ấy. Nhưng mà nó cũng được, không được, không sao đâu. Vẫn ok mà. Hay. Sao rồi, sao rồi? Theo như tiếng Việt mình là gì à? Sau khi tin nhỉ? Hết tối à? Hết tối thì là gì nhỉ? Trời sáng, sau khi trời sáng thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà cảm giác như là vô rồi cả ôi rồi cả chỗ này kết thúc chẳng hạn, kết thúc buổi ban đêm chẳng hạn đúng không? Ừ. Tuy nhiên thì nhỉ, nó có một cách nói như này, các bạn chỉ cần nhớ như này thôi. Chỉ cần nhớ một câu này. Yo de ga aketara yo de ga akeru. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Trời sáng được chưa? Sau khi trời sáng thì chúng ta cùng nhau xuất phát. Còn những kia không có, bỏ qua hết. Ok. Câu tiếp theo nhé. À, lặp lại chắc là tại mình bật tiếng đây. Sorry, không để ý. Hai, câu số 37. Ikeda-san ga noru hikouki wa donno desu ka? 1番 dai, 2番 go, 3番 bin, 4番 ki. Nào các bạn, câu này dễ rồi. Câu này học trong đời 4 đã có rồi, mà đây là bài đời 3, nhưng mà nhiều bạn vẫn nhầm. Hai. Bin. Bin. Các bạn chọn 1, các bạn chọn 4 kia. Hay. Đang của chúng ta là số 3. Bin. Chuyến. Bin này dùng trong chuyến bay nhỉ? Dono bin desu ka? Chuyến bay nào? Đấy chứ nhỉ? Dono bin desu ka? Chuyến bay nào vậy? Cái máy bay ấy mà anh như kê đa anh ấy đi nô lụa là nhỉ, leo lên máy thì là đi nhá, nào là chuyến nào vậy, được chưa? Bin này. Ừ. Tuy nhiên ví dụ chúng ta có một từ là cô sư đấy nhá. Ừ, cô cô sư nô chữ này đọc là gì? Cô sư nô bên, chữ này chữ là bên nha, chữ bên đi này nhớ nhá. Thì là cô sư nô bên gà y nhá. Cô sư nô bên gà y tức là gì nhỉ? Giao thông tiện lợi, được chưa? Nhật Bản thì là cô sư nô bên gà y ですね, được chưa? Ở Nhật Bản thì giao thông rất là tiện lợi đấy nhỉ. Hay là chúng ta có thể đặt một câu bên đơn giản này, nơi sống, nơi mà có giao thông tiện lợi thì là cô chú nô bên gà y tô cô rô ni sumi tai des, hay là ni hikoshi tai des, đúng không? Tôi muốn chuyển đến một nơi mà giao thông tốt lắm. Đấy nhá, chứ này thì là bên này, không đọc là bin nữa. Bên nhá, bin thì trong điều là dono bin in desu ka? Cái này cũng là một mẫu nói, một cách nói rất là hay nhá, mà cũng có thể nó xuất hiện trong bài thi của chúng ta, nên là các bạn nhớ cái từ này cho mình nhá. Ok, không như nào? Câu tiếp theo. Không bấm được. Hai. Osiete moratta dengua bango ni. Được chưa? Nando kakete mo 1番 torokanai, 2番 susubanai, và musubanai. 3番 kutsukanai. Kutsukanai. 4番 tsunagaranai. Nào, làm đi. Dông ba, em là sao? Mày đi, dông ba. Đâu rồi? Hôm nay ngày nghỉ nên ít học sinh nữa nhỉ? Đi chơi mất một nửa rồi. 800 người, khi nhìn giáo mà.
chúng ta sẽ có một đáp án như sau. Đáp án số 4. Chunagaranai. Đấy không? Chunagaranai là kết nối. Kết nối gì giường xong này nhỉ? Trong kết nối điện thoại, kết nối internet này, trong này điện thoại đúng không? Ừ. Tôi đã gì nhỉ? Các kia tôi đã điện thoại này. Tôi đã điện thoại bao nhiêu lần tới cái số điện thoại mà anh đã bảo tôi. Nhưng mà gì nhỉ? Không kết nối được. Được chưa? Nhưng mà không kết nối được. Chunagaranai desu ne. Thế là internet ga chunagaranai desu. Tức là gì ạ? Net. Không kết nối được internet. Được chưa? Hay musubanai là buộc. Được chưa? Musubanai mới buộc dài himo. Kuchi no himo musubu. Chứ nào? Torokanai tức là torokanai tức là không tới nhỉ? Te ga torokanai không vừa tới. Được chưa? Còn đây có một từ. Từ này chắc là các bạn ít gặp. Nhưng mà trong giao tiếp lại sử dụng rất là nhiều. Động từ gốc của nó là kutsuku desu ne. Kutsuku. Được chưa? Kutsuku. Thì ví dụ mình bảo trên mặt mày dính gì kìa. Đúng không? Ừ. Kao ni wa nanika kutsuiteru. Kutsuiteru. Dính là nó dính là. Hay là chúng ta dùng từ chuku. Bình thường chúng ta chỉ học từ chuku thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà trong văn nói thì người ta hay dùng cái từ này. Kutsuku. Kutsuiteru. Được chưa? Từ giờ thì đem ra sử dụng nhé. Ok. Nanika kutsuiteru. OK. できましたか皆さん。次、次行きましょう。はい、39。すみませんが、乗車券指定もよろしいですか。よろしいですか。これまず、1番見物、2番ご覧、ご覧。ご覧くださいってね。3番、チャレのカウン。拝見でね。チェンゲングクエン、拝見。拝見。4番、お、伺いね。チェンジいいね。お、伺い。お、伺い。お、伺い。お伺いしてもよろしいですか？はい。3番、3番、3番、2番、2番、3番、khiêm nhường ngữ. Thực ra những cái câu này trong tiếng Nhật rất là đơn giản thôi. Chẳng qua là mọi người vẫn chưa quen được cái cách sử dụng mà bỏ cái từ watashi đi, đúng không? Tức là tôi. Nên là chúng ta cần phải sử dụng quen nhiều nhé. Quen nhiều với cách sử dụng bỏ cái từ watashi hay là anata đi. Chắc là đang hỏi, yoshi desu ka là câu hỏi đúng không? Xin lỗi đúng không? Xin lỗi. Anh làm ơn đang hỏi người khác thì phải anh rồi, cái từ desu ka thì mình từ anh rồi đó. Xin lỗi làm ơn anh có thể cho tôi xem. Cái động từ xem này là khiêm nhường ngữ rồi, chúng ta chỉ chọn có ba này thôi nhớ chưa? À khiêm nhường ngữ là mình nhé, mình xem ấy, được chưa nhỉ? Ừ, mình xem. Anh có thể cho tôi xem, ai xem? Tôi xem nên là sử dụng từ haiken nhé. Xem cái vé tàu được không ạ, đúng không? Josaken. Được chưa nhỉ? はい、いいんですか。見ないかまないちょめに。はい、オッケー。今日の拝見でじゃあ、ご覧に次は皆さんちのご覧くださいですね。はい、次に行きましょう。はい、40。一生懸命作りましたが、美味しいかどうか何々が。ありません。1番、自信。じゃあね、どれだこの自信。2番、自慢ですね。自慢。自慢。3番、期待ですね。期待、期望、自慢の自慢。こんでね、どこでだい。じゃあね、これにゃ。満足。満足。これがな、とは、まあ、いや。満足しました。でじゃあ。Hai. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là một tự tin. Ichiban, ichiban, ichiban. Xong chưa? Câu này cũng có người chọn 2, cũng có người chọn 3, nhưng mà đáp án của chúng ta là gì đây? Đáp án số 1, gì xin này xem. Thế mà khi mà nấu ăn thì chúng ta tự tin hay không? Tự tin đúng không? Chả biết là nó ngon hay là không nữa đúng không? Cái này thì tôi đã gì nhỉ?
làm thật là cẩn thận rồi, tỉ mỉ là Isukime chăm chỉ làm đúng không? Ý tôi đã làm rất là cẩn thận rồi, nhưng mà tôi chẳng tự tin là nó có ngon hay là không. Được chưa? いいんですか? はい、こっちだよ。41。このグラフは日本に来る留学生の数の変化を何々している。メジニア。はい、1番。バカディライ。ラブキャンガン。描いている。もう一枚でない。示す。今、示している。じゃあ、きれいな、べーでもな。うん、じゃあ、いいべ。示す。つまり、あ、そう、もう、いいべ。もう、いいのね、てんげ。示す。ちだ、ちょうどいい。いいや。はい。見せて、つまり、挑戦。のは、は、展示。展示。つまり、準備。いいや、準備。はい、で、ガス、こだわらずいない。2番1番thầy vừa nói rồi, lộ rồi, lộ đề rồi, chúng ta có đáp án là 2. Hay là gì? 2番 2番cũng là gì nhỉ? Cho thấy hay là chỉ ra đúng không? Ừ. Thế đây nhỉ, graph là cái biểu đồ đúng không? Cái biểu đồ này cho thấy sự biến đổi số lượng du học sinh tới Nhật Bản. Thấy chưa? Đấy, semester cho thấy đó, hay là chỉ ra cho thấy sự biến đổi về số lượng du học sinh đến Nhật. Đang chúng ta đang số 2 thế chưa? Tên gì là trưng bày, là trưng bày một đồ vật cái gì đó. Được chưa? In desu ka? Hai chữ gì kimas? Hai. Đây là gì, là từ lái đúng không? Chúng ta đến với từ lái rồi. Hai, 1番. Minna samukute nani nani furueteiru, a furueteita, furueteita. Rồi. Tan 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 tan. San ba. Hai, đáp án đi. 1. Câu này khoai bởi vì chưa học đúng không? Vũ Ngọc An, câu này khoai. Đây các bạn trò run lấy 7. Chính xác. Chúng ta chỉ cần biết từ vựng là chúng ta rồi. Fluete là run được không? Run lấy 7. Blu blu đấy. Ừ, run lấy 7. Em blu blu đi lại fluete. Thế à? Tất cả, minna gì cả, tất cả nhé. Tất cả đang run lấy 7 vì lạnh. Được chưa? Hay chúng ta có từ bứt sự bứt sự ở đây. Bứt sự bứt sự ở đây là có nghĩa là gì ạ? Lèm bèm, lầm bà lầm bẩm. Được chưa? Đi về bứt sự bứt sự. Yêu ですね. Bứt sự bứt sự ít tần ですね. Ở đây có từ là Bura. Nó có nghĩa là đi lang thang. Được chưa? Đợt trước mình có nói rồi. Ví dụ thế là Abura. Abura, đi lang thang để đi lang thang, nhưng mà rồi lại vào mua dầu ăn. Abura là dầu ăn mà. Abura. Bura bura shite abura o kai ni itan desu ne. Kai ni ichatta. Được chưa? Thì nhớ được từ bura bura là đi lang thang. In desu ka? Bura bura nó còn có nghĩa là gì nhỉ? Lùng lạng đấy cơ. Nhưng mà cái từ lùng lạng thì chúng ta ít sử dụng hơn. Mà nếu mà sau này có gặp trường hợp đấy thì chúng ta hiểu nghĩa là bura bura có nghĩa là lùng lạng nữa. Được chưa? Đấy. Đi lang thang không? Bưng bưng thì cái từ này thì cũng ít sử dụng mà thôi. Nó cũng nghĩa là vù vù quá. Kiểu con ong bay vù vù hay là con muỗi nó bay vù vù quá. Đấy là dùng từ này. Bưng bưng. Tiếng Việt là vù vù. Vù vù. Bưng bưng bưng. Hay cảm nhận âm thanh của người Việt Nam với người Nhật khác nhau đúng không? Vù vù. Bưng. Bưng 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 bưng. Hay ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Hai. 43. いえ、違いますと彼ははっきりした。1番注意、2番ラブキャン、
洗濯ですね。洗濯。今回のさ、俗に言うよ。洗濯。選択là có nghĩa là lựa chọn, từ này rất là dùng để đấy lựa chọn bằng với lại là選ぶ, 選択, 選ぶ, được chưa? Hay. Ni ba à san ba, hi te này, hi te. Hi te là phủ định và hắn đang. Hắn đang là phán đoán này. Phán đoán. Vậy thì chúng ta đã có đáp án rồi đúng không? Đúng rồi. San ba. Anh ấy đã phủ định một cách rõ ràng. はい、わかりました。いや、違います。じゃあ、否定ですね。オッケー。で、じゃあ。はい。じゃあ、100本判断だな。はい、どう。続いて。コーヒーが、何々時はミルクを入れて飲みます。Hay, câu này hơi khó. Các bạn đi xem nào. Nomimasu. Nomimasu. Một. Ichiban. 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 Sao này phán đoán được. Một thầy đã dạy người mà không nghe. Ok, chúng ta còn hơn đáp án các bạn là đúng hết rồi. Côi, côi là đặc ngu nhỉ? Ừ. Đặc, hay là như các bạn đập ấy. À, các bạn gì cả đậm này, đúng không? Ừ. Tôi đã gì nhỉ? À, bỏ thêm khi mà cái cà phê của tôi nó thì đậm quá, nó đặc quá thì tôi bỏ thêm sữa vào để tôi uống, được chưa? Ừ. Hay. Được chưa? Tsuyoi này thường thì là osake ga tsuyoi đấy nè. Rượu mạnh. Karai là cay, còn kuroi là đen. Đấy nhỉ? Dễ rồi. Có thể thấy không? Hay. Câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay đấy. Các bạn cố làm đi. Ichiban. Kono ryu ni wa shomi. Shomi nani nani ga kireている ね、kireているから飲まない方がいいですね。はい。期間、期限、期限、だから期間。じゃあ、だから期日、あ、ちょっといいですね。期日、じゃあ期日は期待。はい。こんなみ、なんそんなみたいで。Rồi, thầy ạ. Hai, chắc chắn hai luôn. Hạn chế kỳ hạn hai. Đó, câu này dễ quá rồi đúng không? Ừ. Các bạn ở bên Nhật thì biết đúng không? Chúng ta có đáp án là hai đúng không? Cả một cái câu này shomi, shomi kigen. Shomi kigen tức là hạn sử dụng. Được chưa? Ở đây có từ là kireteru tức là hết hạn sử dụng. Nhớ không được nào? 賞味期限が切れてますよ。すごく元気ないじゃん、めん。じゃあ、なくなりますよ。うん、これ大丈夫。切れてます。え、すぐない。いや、すごく。じゃあ、いいな。あいんどんごま、うごん。かんねんうごん。じゃあ、かんだら、うめや。賞味期限。賞味期限。OK? あれ、こと、期待とか、期待を。うん、期待くよ。あ、期待ですね。期待は、もんどいね。Ừ, có kijitsu kia bằng với lại là shimekiri đây chính là tức là hạn chót đó, ngày ngày phải nộp báo cáo thứ đấy thì dùng từ này đến đấy, đến ngày nộp ấy, thấy nghe không, đây gọi là kijitsu, kỹ càng tức là thời hạn, được chưa? Hay xong rồi, hôm nay đến đây nhá. Ok, mình về còn thay tã thay bìm cho em bé đây. Sai rồi chị ơi. Có ai thấy cô Thanh vào không? Hay là để cô Thanh comment được. Không thấy đúng không? Hay.
Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ. Chúng ta còn nghỉ 2 hôm nữa cơ đúng không? Xong rồi chúng ta mới bắt đầu đi làm, đi học. Đấy là Việt Nam. Còn đối với ở bên Nhật thì chúng ta cũng vào đang vào World Week đúng không? Ừ, tuần lễ vàng ấy. Nhưng mà đối với các bạn ở bên Nhật, các bạn đi tu nghiệp sinh thì tu nghiệp sinh tức là đi làm ấy, thì chúng ta có thời gian để đi chơi. Còn đối với các bạn đi du học thì lại có dành thời gian đấy để đi cày cái tiền đúng không? Ừ. Cố gắng chăm chỉ làm việc trong một tuần Golden Week này kiếm được tầm khoảng 10 bàn đúng không? 10, 12 bàn gì đấy. Ok. Hai. Minasan, chikaesama deshita. Kyou mo mata go seichou arigatou gozaimashita. Bye bye. Mata ne. Bye bye. Mọi người nhớ ấn like nhá. Ấn like và chia sẻ. Đúng rồi, kết thúc rồi. Bye bye.